chào các bác. Đây tôi như đã hứa tôi nên cái clip tiếp theo về cái vòng ngọc am đỏ này nhá. Thì đây là những cái vòng size 10 ni, 12 ni, 14 ni và 16 ni. Thì cái này trúc này, đây trúc này, trúc 10 ni này. Thì cái này nó là 10 ni, 12 ni thì tôi đang để giá khuyến mại từ 250 xuống giảm xuống còn 160 các bác nhá. Đây này, như tôi báo ở clip đầu tiên, đây là những cái vòng 10 ni 12 ni là đồng giá này, 14 ni 16 ni là đồng giá là 208 thì tôi giảm còn 108 này. Đó, 208 thì tôi giảm 108. Giá bên tôi thì giá cực kỳ tốt luôn. Giá này là bên tôi vì sao lại có giá tốt như vậy? Là bên tôi làm số lượng rất là nhiều, tôi đã nói rồi, giải thích ở những cái clip trước rồi. Làm số lượng rất là nhiều, xuất đi hàng, đi cung cấp hàng ra những cái thị trường lớn như là Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và những cái nước như là bên Sinh, bên Indo, bên các cái nước Đông Nam Á của mình, bên Malaysia người ta cũng lấy rất là nhiều hàng, rất là nhiều mối. Vì là đợt dịch vừa rồi là cửa khẩu đóng cửa cho nên là hàng họ không lấy được, cho nên đợt này người ta lấy rất là nhiều các bác nhé, người ta lấy cái đợt này rất là nhiều, cho nên là cái hàng số lượng của bên tôi làm rất là lớn, thì giá bên tôi để ra thị trường cũng giá rất là tốt để cho các bác có thể là sưu tầm là mua hàng. Cái đợt này nó giá tốt các bác nhé, đây là sợi 10 ni này, cái thiết bị sợi 10 ni hàng này thì vẫn gỗ rất là già, hàng dễ 100%, hàng rất là nhiều dầu, ngọc am đỏ Hà Giang đấy, rất là nhiều dầu và thơm, nó thơm mạnh lắm các bác, thơm ngọt mạnh. Các bác nhìn vân của nó này, đeo càng đeo nó càng bóng càng đẹp các bác nhé. Hàng này riêng gỗ già như này thì càng đeo càng bóng càng đẹp luôn. Đây size 10 ni cho nữ, 12 ni thì cũng cho nữ, nam cũng đeo được nhưng mà nam tầm 55 cân, 60 cân thôi. Còn các bác nào nhân viên văn phòng thì đeo những cái vòng nhỏ như này nó phù hợp. Bác nào lấy thì báo tôi nhé. Các bác lấy từ hai vòng thì sẽ được bên tôi miễn phí ship 160, hai vòng thì có 302 thôi. Để bên tôi miễn phí ship cho các bác tận nơi được kiểm tra hàng. Đây là 14 ni này, 14 ni. 14 ni thì loại này thì là 108. Hai vòng thì 306 là bên tôi miễn phí ship tận nơi. Vân thì các bác nhìn vân này. Vân nó cực kỳ dày luôn, hàng trăm năm các bác nhé. Gỗ hàng trăm năm ngọc am Hà Giang, gỗ núi đá. Các bác nhận hàng được kiểm tra hàng, thanh toán tiền rồi mới thanh toán tiền, các bác yên tâm. Đúng như mẫu thơm phức thì các bác mới thanh toán tiền nha. Hàng 14 ni rất là đẹp luôn. 14 ni rất là nhiều dầu, đẹp vân đẹp. Nói chung là sợi nào cũng đẹp các bác, 10 ni hay 14 hay 16 thì cũng đều đẹp hết. Hàng này là hàng tôi tiện tay các bác nhé, tiện thủ công, cho nên hạt rất đều và tròn, đẹp. Không như hàng là máy đâu, hàng dập máy khuôn làm rất là xấu. Hàng này là tôi tiện thủ công, tiện tay, cho nên là công, giá thành công nó cao một chút nhưng mà nó đẹp các bác ạ. Vòng nó đẹp, nó tròn, nó đều, làm đánh rất là kỹ các bác nhé, đánh giấy giáp rất là kỹ, vòng rất là đầm tay, nặng, nhiều tinh dầu bên trong này. Thơm vĩnh viễn các bác nha, hàng này thì thơm vĩnh viễn rồi. Đó thì các bác có thể liên hệ số trực tiếp, có giá rồi các bác đặt hàng, các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại 0987863250 hoặc nhắn tin địa chỉ comment ở dưới phần mô tả này, bên tôi sẽ gửi đến tận nơi cho các bác và được miễn lấy hai vòng trở nên sẽ được miễn phí ship các bác nhé. Một vòng thì tùy nơi, ví dụ mà ship nội thành Hồ Chí Minh hoặc ở đâu các tỉnh gần gần thì tầm 10-15 nghìn, 20 nghìn, còn nếu mà ở xa thì tầm 25-30 nghìn tùy theo các bác ở các tỉnh thành khác tầm, nhưng mà chỉ bên tôi gửi thì nó gửi lâu lắm rồi các bác, cho nên là phí ship nó rất là nhẹ, nó rất là ít, chỉ tầm 20 nghìn thôi, nhiều thì 25 nghìn. Các bác lấy hai vòng thì bên tôi sẽ miễn phí ship một vòng nam, một vòng nữ, một vòng nam 14 ni và một vòng nữ 10 ni như này, là 180 hay 160 là đi 300 340 đó.
tôi miễn phí ship hai vòng rất là đẹp, có 340 hai vòng này rất là đẹp nhé. Khi mà mua hàng bên shop sẽ được một thẻ bảo hành của shop, tặng dây dự phòng, tặng hộp đựng kèm theo. Đó, và dây có túi bóng bên trôi sẽ bọc vào túi bóng cẩn thận cho các bác, và các bác sẽ khi mở hàng ra sẽ kiểm tra hàng hai vòng như này, các bác đặt hai vòng các bác sẽ kiểm tra hạt rất là tròn đều các bác nhé, không có lỗi nào gì hết, hạt bên tôi chọn đẹp khi mà xỏ vòng rồi, và dây rất là chắc chắn. Dây này tôi xỏ chập 3-4 lại cho nên là dây rất là chắc và bền như nó nhé. Đó, rồi clip này tôi xin kết thúc tại đây. Rất là mong các bác ủng hộ một cái shop, các bác có thể kích vào phần đăng ký kênh và ấn like bài viết video để theo dõi những cái video mới nhất của một cái shop. Xin chào các bác.